Vợ của ngôi sao bóng rổ quá cố Kobe Bryant được bồi thường gần 30 triệu đô la vì ảnh thi thể của chồng cô bị lộ trong vụ tai nạn trực thăng. Cố tình tông xe vào cửa hàng Louis Vuitton ở thương xá Fashion Island ở Nam California để ăn cắp nhiều mặt hàng, hai nghi can đã bị bắt. Không quân vừa sa thải 6 sĩ quan tại một căn cứ hạt nhân quan trọng của lực lượng này ở tiểu bang North Dakota. Một người đàn ông ở New Jersey đã bị phát hiện mang huy hiệu cảnh sát giả và đem theo khẩu súng trường IO 15 lên máy bay. Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị tăng thuế nhắm vào người giàu. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ tư ngày 1 tháng 3 năm 2023. Chính quyền quận Los Angeles đã đồng ý trả tổng cộng 28.8 triệu đô la cho vợ của ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant để bà thôi kiện những người bị bà tố cáo đã chụp và chia sẻ hình ảnh, lan truyền thi thể của chồng và con gái của bà, sau khi họ bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn rớt trực thăng cách đây 3 năm. Theo USA Today cho biết vào hôm thứ Tư, ngày 1 tháng 3 năm 2023, số tiền dàn xếp này bao gồm 15 triệu đô la mà bồi thẩm đoàn bắt buộc quận Los Angeles phải trả cho bà Brian trong phiên tòa năm ngoái về xâm phạm quyền riêng tư liên quan tới những tấm hình rùng rợn nêu trên số tiền dàn xếp này còn phải chờ tòa chuẩn thuận ông louis lee luật sư của bà brian ra thông báo cho biết vào hôm thứ ba rằng hôm nay là ngày kết thúc thành công cuộc đấu tranh can đảm của bà brian buộc những người dính líu hành vi lố bịch đó phải chịu trách nhiệm bà đã đấu tranh cho chồng con gái và tất cả gia đình những người bị thiệt mạng bị đối xử thiếu tôn trọng như vậy Chúng tôi hy vọng thắng lợi của bà trước tòa và vụ dàn xếp này sẽ chấm dứt hành vi đó. Các luật sư của quận Los Angeles đã gọi kết quả này là công bằng và hợp lý. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2020, siêu sao NBA Kobe Bryant và con gái là Bé Gianna cùng vài người khác đang trên đường đi coi trận bóng rổ tại học viện thể thao Mamba ở Thousand Oaks thì trực thăng chở họ bị rớt ở Calabasas. Tất cả chín người trên trực thăng đều bị thiệt mạng. Mấy tháng sau đó thì vợ của ngôi sao bóng rổ là bà Vanessa Priyon đã làm đơn kiện quận Los Angeles, tố cáo nhân viên cấp cứu để chụp hình thi thể nạn nhân tại hiện trường làm kỷ niệm rồi gửi cho người khác. Bà kiện quận hạt này và tội cẩu thả và xâm phạm quyền riêng tư, vì bà cho biết bà bị đau khổ về tinh thần. Tháng 8 năm ngoái, bồi thẩm đoàn liên bang xử cho bà Priyon và đồng nguyên đơn Chris Chester đã thắng kiện. Vợ và con gái ông Chester cũng thiệt mạng trong vụ rớt trực thăng đó. Cuối cùng thì quận Los Angeles đã tốn tổng cộng hơn 51 triệu đô la để dàn xếp vụ này, trong đó có gần 20 triệu đô la cho ông Chester và 2.5 triệu đô la cho hai gia đình cũng có người thân thiệt mạng trong vụ đó. Hai nghi can đã bị bắt vào hôm thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2023. Sau khi cố tình tông xe vào thương xá Fashion Island ở Newport Beach để ăn cắp nhiều mặt hàng. Theo thông cáo báo chí của sở cảnh sát Newport Beach cho biết, họ đã nhận được tin về vụ ăn cắp này từ bảo vệ của thương xá vào lúc 3 giờ 45 phút sáng. Khi đến hiện trường, cảnh sát đã phát hiện ra hai chiếc xe hơi tông vào hai cửa hàng là Neiman Marcus và Louis Vuitton. Một xe là Ford Explorer đời cũ nhưng nhân viên công lực chưa nhận dạng được chiếc xe còn lại, có thể là xe sedan hoặc SUV nhỏ. Khi thấy cảnh sát đến, nhóm nghi can đã vào xe khác để bỏ chạy tẩu thoát lên xa lộ 73, rồi bị cảnh sát đuổi theo qua xa lộ 405. Khi bị đuổi theo trên xa lộ từ quận Cam đến quận Los Angeles, nhóm nghi can đã quăng các sản phẩm bị ăn cắp như nhiều giỏ sách của Louis Vuitton. Cảnh sát quận Los Angeles đã chặn chiếc xe lại và bắt được hai nghi can, một nam và một nữ. Tuy nhiên trên xe còn hai nghi can khác và hai người đó đã bỏ chạy tẩu thoát được. Hai nghi can bị bắt là Ahmad Raman 25 tuổi, và Thailis Bell, 28 tuổi. Cả hai đều là cư dân Los Angeles và bị bắt vì tội trộm cắp thương mại. Hai nghi can đang bị giam ở nhà tù quận Cam, với tiền tại ngoại là 200.000 đô la. Không quân vừa sa thải 6 sĩ quan bao gồm hai chỉ huy và 4 cấp dưới. Tại một căn cứ hạt nhân quan trọng của lực lượng này ở tiểu bang North Dakota. Theo báo Air Force Times đưa tin, các sĩ quan bị sa thải tại căn cứ Không quân Minot nhưng không có lời giải thích rõ ràng. Theo thông cáo của Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu thuộc Không quân, đại tá Gregory Mayer, người đứng đầu nhóm hỗ trợ nhiệm vụ số 5 và thiếu tá Jonathan Welch, chỉ huy lực lượng tiếp vận số 5 cùng bốn người cấp dưới không tiết lộ tên đã bị sa thải. Không quân cho biết sa thải những người này là do mất niềm tin và khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao của họ. Thiếu tướng Andrew Guevara, người phụ trách các đơn vị hạt nhân của Không quân giải thích, quyết định sa thải này là cần thiết để duy trì các tiêu chuẩn rất cao mà chúng tôi yêu cầu đối với những đơn vị được giao nhiệm vụ hỗ trợ sứ mệnh hạt nhân của quốc gia. Không quân không nêu cụ thể nguyên nhân gì đã dẫn đến việc sáu sĩ quan trên đã bị sa thải, cũng như hình thức kỷ luật mà họ sẽ đối mặt. Với trường hợp đại tá Gregory Meyer, ông đã lãnh đạo nhóm hỗ trợ nhiệm vụ số 5 trong 8 tháng, sau khi đến căn cứ Minot vào tháng 6 năm ngoái. Trước đó, ông đã giữ vai trò lãnh đạo trong cộng đồng kỹ thuật dân dụng trong sự nghiệp gần 25 năm của mình. Tại căn cứ Minot, ông Mayer giám sát 1.900 binh sĩ thuộc 6 phi đội cùng số tài sản quân sự trị giá 4.3 tỷ đô la. Minot là căn cứ duy nhất của không quân có hai trong số bộ ba hạt nhân gồm 28 máy bay ném bom B-52H, Strato Fortress và 165 hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III. Một người đàn ông ở New Jersey đã bị phát hiện đem theo một khẩu súng trường AR-15, một súng điện Taser, một huy hiệu cảnh sát giả tại phi trường Newark Liberty International Airport vào ngày 30 tháng 12, theo NBC News thông báo cho biết vào hôm thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023. Ông Seresi Clowden đã bị buộc các tội trọng liên quan đến việc sở hữu vũ khí trái phép cũng như tội sở hữu giấy tờ tùy thân giả mạo. Cáo trạng viết rằng trong quá trình kiểm tra hành lý ký gửi đến Fort Lauderdale, cơ quan an ninh giao thông TSA đã phát hiện hai băng đạn Glock cỡ nòng 0 40 mỗi băng chứa 15 viên đạn. Kiểm tra kỹ hơn, kiện hành lý này còn có một chiếc áo khoác chống đạn mang dòng chữ cảnh sát tư pháp Deputy Marshal Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ xác nhận chưa bao giờ tuyển mộ ông Clowden. Sau khi phát hiện những món đồ này, các nhân viên TSA đã đến cổng của chuyến bay mà ông Clowden dự kiến khởi hành. Ông này khai không có giấy chứng nhận nhân viên công lực hoặc giấy tờ sở hữu vũ khí. Giới chức đưa hành lý của ông ra khỏi máy bay, tiếp tục tìm thấy một khẩu súng lục cỡ nòng 0.40, một khẩu taser, một con dao bấm, một dùi cui xếp một khẩu súng trường cỡ nòng 0.308 và một giấy chứng nhận cảnh sát tư pháp. Trên đó có tên và hình của ông ta cùng với một huy hiệu. Luật sư của ông ta chưa đưa ra bình luận vào hôm thứ Hai. Trước đây vào năm 2016, ông Clowden từng nhận tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Tội sở hữu súng trái phép có thể bị kết án tối đa 10 năm tù và phạt tiền lên đến 250.000 đô la còn tội sở hữu giấy tờ tùy thân giả mạo có thể kết án tối đa 15 năm tù, hoặc phạt tiền hoặc cả hai. Từ đầu năm đến nay, các viên chức đã chặn được hơn 800 khẩu súng tại phi trường. Ông O. Carter Lenston, phát ngôn viên TSA cho biết, luật pháp cho phép mang súng trong hành lý ký gửi, nhưng người sở hữu phải có giấy tờ hợp pháp, đồng thời phải khai báo với hãng bay, cũng như đóng gói súng đúng cách trong hộp cứng và có khóa trong năm ngoái, TSA đã lập kỷ lục với việc phát hiện hơn 6.500 khẩu súng tại 262 phi trường trên toàn nước Mỹ, với 88% đều được nạp đạn. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong đề xuất ngân sách trình cho Quốc hội sẽ có một số mức thuế cao hơn, trong đó có mức thuế đối với các tỷ phú nhưng sẽ không vi phạm cam kết không tăng thuế đối với những người có thu nhập thấp. Tổng thống Biden cho biết vào ngày 9 tháng 3, tôi sẽ liệt kê chi tiết mọi thứ, mọi loại thuế mà tôi đề nghị và những người có thu nhập ít hơn 400.000 đô la trên một năm sẽ không phải trả thêm một xu tiền thuế. Tôi muốn nói rõ, tôi sẽ tăng một số loại thuế. Tổng thống cũng gợi ý các tỷ phú cần phải đóng thuế nhiều hơn. Tổng thống Biden đang chịu áp lực từ các dân biểu Cộng hòa đang đe dọa sẽ không tăng mức trần nợ công trừ khi ông đồng ý cắt giảm mạnh chi tiêu. Tổng thống Biden kêu gọi Đảng Cộng hòa đưa ra các đề xuất ngân sách của riêng họ và dựa vào đó để thảo luận, thay vì cứ tranh cãi về việc liệu có nên tăng mức trần nợ công để thanh toán các hóa đơn hiện tại hay không. Điều này có thể dẫn tới nguy cơ xảy ra một vụ vỡ nợ chưa từng có của Hoa Kỳ. Hiện nay Đảng Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện, còn Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng đề cập đến các chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ gồm Medicaid và Affordable Care Act, còn được gọi là Obamacare. Tổng thống tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ cho những chương trình đó và các chương trình liên bang khác. Các tuyên bố tăng cường phúc lợi cho người dân đi kèm với tăng thuế nhằm vào giới nhà giàu, được xem là động thái thu hút sự ủng hộ trong dư luận, cũng như nâng cao uy tín của Tổng thống Biden, trước khi ông chính thức tuyên bố tái tranh cử. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới